Rồi, em vào trục vào trục vào hơi xong rồi bây giờ lắp xước mang này đóng quả nha các anh nha. Xước măng này nó có cái gờ này các bạn. Thôi vát trong à, măng thứ hai này. Vát trong thì các bác quen lên trên nhá. Đó. Vát trong nó có cái chữ Y. Chuẩn bị đồ đi để đóng thôi. Đây, còn cái xác măng trên cùng thì nó có chữ này, chờ chữ men trên. Ok, một quả. Đây, chiếu chữ của anh trên các bác nha. Anh Dương vào xuống măng ra. Thank you.
Đây mà em bảo luôn. Chuẩn bị ấy đi để đóng quặng chưa? Chạy đâu. Cái này để vặn cái này ra. Sai đâu. Sai. Cái chân sầu nó nằm lên trên đấy. Đúng quá, bằng bên này. Không, nhưng mà bây giờ em phải bơm ra nằm bên này. Cái chân nhỏ nằm bên đấy. Chân nhỏ nằm bên đấy. Nhưng mà chân sầu nằm bên đằng to ạ. Ừ. Chân bây giờ nằm bên đằng to này. Thằng lên chân sầu rồi. Còn mấy đây? 6. Mày ngồi mày tháo, mày tháo luôn. Thì em ra đi. Thank you.
xả. Sao đây Cường ơi? Sao đây? Bóp máy làm gì? Biết biết chưa xương măng chưa? Biết chưa xương măng chưa? Rồi quay đi. À nhé. Mày mày đấy.
Mày lên máy bay mày bố. Yeah.